Một điểm đặc biệt là nhiều không gian đọc đang hoạt động hiệu quả hiện nay do người khuyết tật quản lý. Nhiều người quản lý các không gian đọc này bị khuyết tật nặng, bẩm sinh hay qua một cơn đau ốm ngặt nghèo, không được cấp sách tới trường như bao người, nhưng họ đã vượt qua nghịch cảnh, làm được những điều mà ngay cả người bình thường cũng chưa chắc đã làm được. Không gian đọc thôn nội của Phạm Thị Ngát là điểm không gian đọc đầu tiên do người khuyết tật quản lý. Sau cơn bạo bệnh lúc nhỏ, Ngát đã phải cậy nhờ xe lăn tới nay. Nhưng điều đó không ngăn cản được Ngát tích cực tổ chức các chương trình từ thiện nhiều năm qua với vai trò trưởng nhóm vòng tay thân ái, như gói bánh chưng cho bệnh nhân trại phong, người già neo đơn ở Thái Bình, tặng quà trung thu cho bệnh nhi ở các bệnh viện Thái Bình. Là người mê sách, năm 2013, Ngát thành lập không gian đọc thôn nội. Em không đi ra bên ngoài, thế nên tất cả những gì em học được, cảm nhận được, nó từ sách. Đầu tháng 6 năm 2013, không gian đọc thôn nội do bản Phạm Ngát tổ chức đã chính thức ra mắt bản đọc khắp xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Mở cái không gian đọc này cũng không có suy nghĩ gì lớn lao đâu. Em có sách, và nếu mà để một chỗ thì có thể nó sẽ bị mở. Và một cái thực tế là các em ở thành phố có thể có điều kiện tiếp cận sách, nhưng các em đọc sách cũng không nhiều. Nhưng các em ở nông thôn thì cái điều kiện tiếp cận sách với các em ấy là rất là ít. Thế nhưng em nghĩ là sau một thời gian các em ấy có thói quen đọc sách rồi, các em ấy có thói quen đến không gian đọc rồi, các em ấy sẽ xây dựng được một cái thói quen đọc sách và hướng đến những cái quyển sách hữu ích, quyển sách giáo dục hoặc là những quyển sách nghệ thuật. Đơn giản như không gian đọc ở đây, nếu được tiếp cận sách, các em ấy sẽ trở lại với sách, rất yêu sách. Và không thể không nhắc tới không gian đọc hy vọng của Đỗ Hà Cừ. Năm nay 35 tuổi, nhưng Đỗ Hà Cừ tự nhận mình là mãi mãi tuổi lên 3. Ở tổ 35 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, khi bị di chứng chất độc màu da cam, khi sinh ra anh chỉ có một tư thế duy nhất là nằm ngửa, cổ không mang nổi đầu, thân hình co quắp, bàn tay không thể cầm nắm, đôi chân không thể đi lại. Hiện nay chỉ sử dụng được duy nhất một ngón tay. 6 tuổi mới biết nói, tuổi thơ của Đỗ Hà Cừ là những tháng ngày không bạn bè, giam mình trong 4 bức tường đến trầm uất. Việc điều trị kéo dài tốn kém mà không thuyên giảm, bố anh đã đi xuất khẩu lao động nhưng lại rơi đúng vào thời điểm kinh tế khó khăn. Mẹ là cán bộ thủy lợi, phải muốn nách 2 con nhỏ, nhiều lúc muốn buông xuôi tự tử để ba mẹ con cùng chết. Không được tới trường, 15 tuổi, xem tivi thấy những người mù cũng có thể học chữ và biết chữ. Đỗ Hà Cừ đã nhờ mẹ làm cô giáo, học từ bộ sách giáo khoa của em trai và mượn thêm sách báo để đọc. Khi có máy vi tính, được em trai cài chức năng bàn phím ảo, Cừ càng khát khao kiến thức được giao lưu với mọi người qua Internet, nhất là qua Facebook. Lang thang trên Facebook để xin sách, khi đã đọc hết sách trong nhà, anh được một người không quen biết giới thiệu đến dự án không gian đọc để được tư vấn hỗ trợ. Thật tình cờ, hay có thể nói là nhân duyên, khi lúc ấy cô giáo Dương Lệ Nga, đại sứ của không gian đọc, sứ giả của phong trào văn hóa đọc huyện Quỳnh Phụ, lại đang có mặt ở thành phố Thái Bình để trông nom cháu nội. Cô Dương Lệ Nga cùng thầy Quảng Phát, thầy Từ Quán ở chùa Thiên Phúc, nhóm thiện nguyện kết nối trái tim, hương mặt trời, cùng đại diện thư viện tỉnh Thái Bình tới giúp Cừ và gia đình khai trương không gian đọc hy vọng vào tháng 7 năm 2015. Đến nay, sau 4 năm hoạt động, không gian đọc hy vọng đã có gần 4.000 đầu sách với 600 người làm thẻ bạn đọc, với hơn 7.000 lượt bạn đọc một năm. Em lại mở ra cái không gian đọc này. Em muốn mở ra cái không gian đọc để chia sẻ niềm đam mê đọc sách với tất cả người. Tại vì em thấy là mỗi cuốn sách đều chứa được một phần tinh hoa của nhân loại. Nên em muốn chia sẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Em thiếu như là sau này nó lớn lên, nó biết nhiều kiến thức hơn em trước kia. Tại vì như mọi người đã biết thì em chưa một lần đến trường bạn, chưa một ngày đến trường, em khao khát kiến thức. Nên em muốn là thế hệ trẻ như em nhỏ này biết nhiều kiến thức hơn em hồi trước. Hơn nữa em muốn là thế này, em muốn mở cái không gian đọc này
để giao lưu kết bạn với nhiều người khác. Tại vì trước kia, đặc biệt là hồi bố mẹ em đi làm thì em ở nhà rất buồn. Có lúc em phải nằm ở nhà mình, xong rồi tưởng tượng ra một người để nói chuyện khuấy khỏa cái nỗi buồn trong tâm khảo em. Nhưng mà sau khi mở cái không gian này, đọc này có nhiều bạn đến chơi với em. Em tin là quá khứ đó chắc là sẽ không lặp lại lần thứ hai nữa. Vậy thì em mở ra cái không gian học này thì em có hy vọng và hướng tới cái gì, những cái điều gì nhỉ? Thế thì như em đã nói trước thì em hy vọng là văn hóa đọc của tất cả mọi người được nâng lên. Tại vì em đọc báo chí nhiều nên em biết được rằng là từ ngày máy vi tính và điện thoại di động ra đời thì dân Việt Nam mình ít đọc sách đi rất nhiều. Nên em muốn phát triển cái văn hóa đọc này ngày một nó phát triển thêm lên nhiều hơn nữa. Làm sao để em có thể, tức là làm sao để em tăng cái số lượng sách cũng như là đầu sách ở trong cái không gian của mình? Em thực ra thì em chat với nhiều bạn bè, ví dụ như các giám đốc công ty phát hành sách như Thái Hà Bóc hoặc Tích Kỳ là nhà bán lẻ sách ấy. Thì em chat với họ và em đợi muốn làm một không gian đọc này. Này và tôi đang thiếu quyển sách, nếu bạn vui lòng hỗ trợ được thì bạn hỗ trợ tôi. Và từ đấy cũng có một số người hỗ trợ em. Thương xót đồng cảm với nhiều bạn khuyết tật khác, Đỗ Hà Cừ đã vận động nhóm không gian đọc và kết nối trái tim lập không gian đọc niềm tin tại nhà Nguyễn Lan Hương ở thôn Phong Lôi Tây, xã Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình. Tận dụng Facebook, Đỗ Hà Cừ không mệt mỏi thuyết phục chính người khuyết tật và gia đình cùng nhóm không gian đọc và nhiều nhà hảo tâm khác để tới nay có không gian đọc ước mơ của Trần Thị Mượn ở Văn Quan, Hưng Hà, hiện đang thu hút hàng trăm lượt bạn đọc mỗi tuần. Không gian đọc ánh sáng của Đoàn Thị Lánh ở Hải Phòng cùng một số điểm khác sắp xuất hiện. Sinh ra không may mắn như những đứa trẻ khác, Lan Hương mắc phải căn bệnh bại não ngay từ khi mới chào đời. Chân tay co quắp khiến Hương không thể cầm nắm đồ vật xung quanh mình. Chưa từng một ngày được cấp sách đến trường, nhưng Lan Hương vẫn có thể biết đọc và viết chữ bằng miệng, làm được tốt các phép tính cơ bản. Có được kết quả đáng khích lệ ấy chính là nhờ vào tinh thần hiếu học và thông minh sáng dạ. Trong căn nhà nghèo nàn đơn sơ của gia đình, hiện giờ Lan Hương đã có một tủ sách dành cho riêng mình với tên gọi Không Gian Đọc Niềm Tin. Mỗi lần chứng kiến cảnh Lan Hương đọc sách, dùng lưỡi lật từng trang sách một cách khó nhọc, ai nấy đều xúc động. Điều đặc biệt là chủ nhân của không gian đọc là một người khuyết tật vận động. Ở quê em không có chỗ đọc sách, mà những các em đến trường ấy thì đọc mừng sách ở thư viện. Rồi em bạn kêu gọi là mọi người ủng hộ cho em. Người ta thường ví giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Đôi bàn tay Hương không thể cử động được, lúc nào cũng bị buộc vào thành xe lăn. Nếu không, em có thể co cứng. Mặc dù chưa một ngày đến trường, nhưng nhờ vào sự hiếu học và sự giúp đỡ của mẹ, em đã biết đọc. Không gian đọc ra đời cũng chính là niềm đam mê đọc sách của em mà có. Từ chỗ chỉ có vài quyển sách được tặng, cho đến nay, không gian đọc của em có hơn 2.500 đầu sách. Ai đến mượn sách đều tự tay viết và ký vào sổ theo dõi.
cháu ham mê thì cháu cũng mở cái không gian đọc này ra. Tôi cũng giúp cháu là xếp sách vở để cho cháu phục vụ các bạn đọc. Tại đất Trèo Phú Châu, Đông Hưng, bị teo chân từ thuở loạt lòng nhưng không muốn là gánh nặng cho gia đình, chị Phạm Thị Dung học nghề tại trường dạy nghề cho người khuyết tật của tỉnh. Chị tâm niệm ai cũng muốn lành lặn, nhưng số phận nghiệp lực không mỉm cười với người khuyết tật nên càng phải vượt lên nghịch cảnh, càng phải nghĩ mình là người bình thường. Người ta chạy thì mình đi, cuối cùng sẽ tới đích. Năm 2019, chị Dung mở cơ sở dạy nghề may, tạo việc làm cho 10 người khuyết tật và 30 người sức khỏe yếu, rồi mở cơ sở chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp thiền sông hơi theo bài thuốc của người Dao Đỏ. Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ người khuyết tật huyện Đông Hưng, chị xin tài trợ để dạy nghề miễn phí cho trên 200 người khuyết tật, con em gia đình chính sách, xây 4 căn nhà tình thương cho người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc lập không gian đọc Tâm Hoa của chị cũng là nối dài hoạt động thiện nguyện đã làm để người khuyết tật, người nghèo được tiếp cận với kiến thức nhân loại, bước đầu giúp họ ổn định tâm lý và có cơ hội vươn lên. Thực sự, lúc đầu thì không gian đọc cũng e ngại vì chỉ lo người khuyết tật và gia đình vốn đã khó khăn vất vả, nay lại quản lý một thư viện miễn phí, liệu có đảm đương nổi. Nhưng sự xuất hiện ngày càng nhiều không gian đọc do người khuyết tật quản lý, hoạt động hiệu quả đã giải tỏa những băn khoăn ấy và cho thấy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người vẫn có nhu cầu tiếp cận tri thức nhân loại, giao tiếp với mọi người. Hy vọng những không gian đọc đặc biệt này sẽ được nhiều người chung tay hỗ trợ phát triển. Thank you.